chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn những cái mẫu ô cứng thường lắp cho đầu thu của camera. Thì một số mẫu ô cứng thông dụng trên thị trường thì nó có rất là nhiều loại. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu ô cứng thông dụng mà hiện giờ các công ty doanh nghiệp hoặc là cá nhân thì họ sẽ thường dùng cái mẫu ô cứng này để lắp vào đầu thu camera. Thì thứ nhất thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cái mẫu Seagate. Đó. Cái mẫu ô cứng Seagate này các bạn. Có cái chữ Seagate các bạn xem. Đó. Thì cái mẫu ô cứng Seagate này thì nó cũng khá là thông dụng trên thị trường nha. Thì cái mẫu này thì hiện tại thì khá là nhiều bạn bè mình cũng đang sử dụng cái mẫu này để lắp cho đầu thu của camera. Cái mẫu thứ hai mình muốn giới thiệu đó các bạn là cái mẫu ô cứng thương hiệu của Vocabder nè các bạn. Đó. Cái mẫu ô cứng Vocabder thì hiện tại cái màu đây là cái màu xanh xanh lá chuối nè. Xanh lá chuối luôn. Thì cái mẫu Vocabder này nó cũng khá là thông dụng trên thị trường nha. Cái thứ ba mình giới thiệu các bạn đây, nó cũng là Vocabder nhưng mà Vocabder này nó màu xanh đậm hơn. Cái mẫu thứ tư khá là thông dụng trên thị trường mà cái mẫu đó thì hiện tại mình đang hết rồi nên là mình không có giới thiệu các bạn được. Cái mẫu đó là cái mẫu Toshiba. Thật là cái mẫu Vocabder mà cái mèo tím đó các bạn. Ví dụ cái viền đen mèo tím nữa. Thì hiện tại trên thị trường thì các loại thương hiệu lớn mà ô cứng đỡ lắp đặt cho cái đầu thu camera thì thường thường đó là thương hiệu của Seagate này. Thứ nhất là Seagate, thứ hai là Vocabder, thứ ba là của hãng Toshiba. Thì đó là những cái thương hiệu mà lớn trên thị trường đa số các anh em thường sử dụng những cái loại ổ cứng đó để lắp cho cái đầu thu của camera. Thì giá cả của những cái mẫu ổ cứng này thì nó cũng tương đương với nhau thôi, nên là tùy mẫu công ty doanh nghiệp, tùy mẫu cá nhân họ sẽ lắp đặt mỗi cái loại ổ cứng khác nhau. Ví dụ như công ty mình là thường ví dụ mình thường lắp đặt ba cái thương hiệu lớn đó, thì ba cái thương hiệu lớn đó nó sẽ có nó sẽ chia ra nhiều phần. Ví dụ như cái hãng của Kepler này, ví dụ như có ổ thì nó được xanh lá túi ngon, có ổ thì nó lại là màu tím, có ổ thì nó sẽ màu xanh đậm đó chẳng hạn. Thì đa số là thường thường là cái ổ mèo tím là mình thấy hình như giá nó chênh lệch so với những cái ổ còn lại thì nó tầm nên bư đến 100.000 thôi. Nói chung là những cái mẫu cứng mình giới thiệu đó các bạn thì cái giá cả nó tương đương với nhau nên là mình cũng không có gì phải cần phải lo cả đó. Thì đây là video mình đã giới thiệu các bạn một số mẫu ô cứng thông dụng trên thị trường để những bạn mà ví dụ như có nhu cầu tìm hiểu về loại ô cứng thông dụng cho lắp camera hay là các bạn có thể tự mua gì lắp chẳng hạn. Thì đây là cái video mình giới thiệu sơ qua một số mẫu ô cứng để gửi đến các bạn. Chào các bạn, các video mình giới thiệu
các sản phẩm kế tiếp là sale. Xin chào và hẹn gặp lại.